Chào các bạn, bữa nay làm đường từ thiện này các bạn, làm con đường để bán máy may nhiều lắm các bạn ơi. Giờ mình phải làm cái đường cho người ta đi vô các bạn. Giờ mình muốn xe đá, mình kêu xe đá đổ cái đường này vô rồi các bạn. Nó này chỗ bán máy may Thanh Vàng nha các bạn. Đó. Nó giờ mình bán lâu quá trong này bà con khu vực người ta mua máy cũng nhiều các bạn. Giờ mình làm gì mình trả ơn lại các bạn ơi. Giờ mình sẽ mua xe đá mình đổ các bạn. Mình sẽ làm cái đường này các bạn ơi. Nếu không làm mà bà con mình để cái bảng đây mà người ta mua máy ra khu vực này mua cũng cả trăm mấy cái máy này các bạn. Nên bỏ xe đá ở đây, nó có xe đá đây có 2 triệu có 1 triệu 7 50 các bạn. Đó, các bạn làm cái đường nó giờ phải ban ra các bạn ơi. Chào các bạn nha. Bữa nay mình đi làm từ thiện cái đường này các bạn, phải đổ đá. Ừ. Về hả? Ừ. À, đó, làm đường, đổ đá làm đường cho nó đi vô được. Đó các bạn đây ha. Cái đường này nè, mình sẽ đổ dài dài vô. Đó các bạn ơi, bữa nay mình quyết định mình làm con đường. Cửa hàng báo ai Thanh Vàng các bạn này chi nhánh 2 Đức Huệ các bạn. Đây là chi nhánh 2 đường đi vô cái xóm làng này, ở thị trấn huyện Đức Huệ các bạn. Đây làm cái kinh. Đây giờ dài tổng nó còn dài lắm bạn ơi. Làm chuyện này là cũng là chuyện tốt nhưng mà cũng là chuyện của mình, cái xe cạnh chạy vô các bạn, rủ mình chở máy, thằng này chở máy nó cũng thoải mái các bạn. Của đó chở máy quẹo đây là té các bạn, sình nữa tổng hai. Nên làm cái đường thẳng này các bạn, làm thẳng xe này mình chở máy đi bán cái khu vực này cũng đỡ. Mình bán khu vực này cả trăm mấy chục cái máy này các bạn. Nên giờ phải đổ đá từ thiện, tự mình bỏ tiền ra mua các bạn ơi, mua đá là mình đổ luôn. Mình giúp cho địa phương này, cái chỗ này ta xe cộ ta quẹo vô cái đường này, dân cư ở đông đó các bạn, cho anh ta có đường đi. Nó anh em làm khí thế đó các bạn. Nó cái bảng mình để đây nè các bạn. Bảng máy may mình nè các bạn. Nó. Nó các bạn, này là ở huyện Đức Huệ nha các bạn. Nó cái đường này các bạn mình không làm đâu được bạn, bán trăm mấy cái máy. Bán này 2 năm nay trăm mấy cái máy rồi các bạn. Từ hồi mở chi nhánh đây là 2 năm mà. Rồi để cái bảng này thôi á, bà con kêu sửa máy bán máy gì cũng nhiều lắm các bạn. Năm nay thì ngành mai nó bị giống như ngành mai nó bị hầu như ế các bạn, năm nay thì ế phải chịu thôi. Năm nay là khủng hoảng trong cả nước các bạn, ngành may mặc mình nó đơn hàng không có rồi, ảnh hưởng kéo theo ngành buôn bán máy may mình cũng ế năm nay các bạn. Nó chỗ này mình bán gần trăm mấy, 160 cái máy này các bạn. Bây giờ phải bỏ có 1.750.000 các bạn, rất là rẻ nha. Nó một xe công nhông luôn các bạn, nó sẽ đổ dài vô đây các bạn. Đó đổ. Nó đổ dài đường luôn á, tấm trong nữa các bạn. Nó này là bờ kinh thôi các bạn, nhưng mình phải đổ cho bà con người ta có chỗ người ta đi các bạn. Đây mình bán máy là nhiều quá nè, mình lợi nhuận chỗ này 160 cái máy các bạn, biết nhiêu tiền của các bạn. Cái máy 500.000 cũng 50-60 triệu các bạn, nên giờ mình đổ có bỏ có 1 triệu mấy thì rất là nhỏ rồi, nhưng mà vừa bà con cho nó vui nữa các bạn. Hỏi nữa ai đổ đá, nói thằng bán máy may Thanh Vàng, nó bán máy may nó đổ các bạn, nó làm mình cũng góp phần cho quê hương chứ các bạn. Đó, rồi sau này xã gì phụ huyện người ta nói anh hỏi mình cũng có nói, mình cũng có góp công xíu các bạn ơi, vui gì đạo đức giả các bạn ơi. Nhưng mà làm cho bà con đỡ
chứ đi đi này té không, bạn xình không té đó. Thôi giờ mình làm tiếp bạn, là tới tối mới xong, mình làm đây tới tối mới xong các bạn ơi. Đây tới tối mọi giá mới xong mới được, mới về tới Đức Huệ ngủ hoặc về tới Sài Gòn Cầu Lớn ngủ. Nói chung là mình đi ba chỗ mình ngủ được hết các bạn. Ở thị trấn mình ngủ tại đây cũng được, xuống Cầu Lớn thì mình ngủ cũng được các bạn, rồi lên Bình Tân ngủ kho máy Bình Tân cũng được các bạn. Mình tới tổng cộng là tới ba chỗ các bạn. Đó. Đó các bạn, này trong này là chút đổ đá đường các bạn, nó cho bà con đi các bạn ơi. Nó mình phải làm hoàn hảo bữa nay cho xong, tối nửa đêm cũng cho xong rồi mới được về Sài Gòn các bạn. Ngày mai là đi giao máy Thủ Đức rồi các bạn, hôm nay phải làm cho xong các bạn. Đó, bữa nay làm mình từ đó giờ làm công trình này là thấy cũng vui các bạn, tại vì chở học sinh đi các bạn, chở học sinh đi rồi té lên té xuống các bạn, ăn cái sình này các bạn. Đó, khó lắm, đường sình không, sình không các bạn. Nên bây giờ mình đổ cái đường đi thẳng ra, thẳng người ta đi luôn đó các bạn. Đổ giờ đổ đường thẳng ra luôn các bạn, là ta đi thẳng con đường này các bạn, ta không có đi đường kia, tại đường không phải đường này là có dốc lên không được, ta không có chạy xe được các bạn, giờ phải làm đổ đá hết các bạn. Đường đổ đá hết luôn. Nó giờ mình để cái bảng đây, mình không có làm gì cho địa phương, em thấy cũng buồn các bạn, hôm nay làm gì thấy vui. Nửa đêm cũng được, cũng phái nữa các bạn. Làm nửa đêm cho xong con đường này mới về được, về chắc ngủ tại huyện các bạn ơi. Sáng mới về Bình Tân. Sáng về Bình Tân nặng giao máy các bạn. Nay Thanh Vàng là ra quần đùi luôn các bạn, dắt quần áo là sau đuôi xe luôn các bạn. Bây giờ ra dài mượn dép sớm ra làm luôn các bạn. Nó phải làm cho xong bữa nay. Xong mới được về thành phố nha các bạn. Mà tối nay chắc về thành phố. Lâu mình không lao động luôn các bạn. Ngày mai mình cũng lao động. Hôm nay mình mượn ben á. Mượn bà con cho mượn cái ben này các bạn. Các bạn ơi, quá mệt. Lâu không có làm mệt luôn. Nó các bạn nào có ở huyện Đức Huệ có mua máy thì nhớ ủng hộ Thanh Vàng nha. Đó các bạn, Thanh Vàng đang làm việc tốt các bạn ơi. Hôm nay thời lượng nó dài quá rồi thôi. Thế này mình xin mình xin tạm biệt các bạn ở đây nha. Đây đó mình làm tới tối luôn các bạn ơi. Máy sắp hết pin rồi. Đó, xin chào các bạn nha. Hôm nay các bạn có thương mình thì nhớ bấm đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn nhiều. Đó các bạn. Đây tại thị trấn huyện Đức Huệ các bạn, nó thuộc vào huyện Đức Huệ các bạn. Nó thuộc vào huyện Đức Huệ. Đó các bạn. Này là bảng Thanh Vàng. Đó, báo máy Thanh Vàng các bạn. Có số điện thoại nữa nha anh em. Đó. 0828308386 39 nha. Ở khu vực huyện Đức Huệ nè, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng gì khu vực này mình cho lính mình chở đi rất là gần, nhưng mà đi xa xa mình phái mình chở luôn các bạn, mình dành mình chở hết đó anh em. Đó, thưa mình nhớ đăng ký kênh mình nha. Bữa nay mình làm cái chuyện tốt cho bà con học sinh đi, đường này nó bị té lên nó xuống các bạn. Nên mình làm cái đường này, mình mở cái đường này, đường này đi vô cái kinh là đường thẳng các bạn. Còn đường này hủng, trời mưa đi té lên nó xuống cái lỗ này, không biết người ta trời mưa bị lấp nước chạy này, người ta chở đồ cũng té, bà con chở lúa chở gạo cũng té luôn, thấy thương các bạn. Học sinh đi cũng bị té các bạn, nên mình giờ mình quyết định mình đổ một xe có 1,750 triệu các bạn, xe đá, xe công nhông á các bạn, xe ben á, nó ben cho mình, nó ben nhưng mà ben chỗ này nhiều quá các bạn, nè nó đổ dài dài kia, đổ dài dài, nhưng mà tài xế này nó đổ hầu như chỗ cái đầu đường này nhiều quá các bạn, giờ ban mệt lắm, nó hồng vô trong mình ban mấy cái lỗ hủng các bạn đó, lỗ hủng cái đường này là mình đổ hết các bạn, dài dài vô, đó các bạn, nửa cây số là mình đổ hết á, làm cho nó cái đường nó đẹp các bạn. Bà con đi không có té nhiều lỗ hang nhiều lắm. Đó, mình đổ hết. Đó, thôi, tới đây xin tạm biệt các bạn nha. Tới đây mình xin dừng, mình ráng làm đoạn tối. Mình ngủ đây là sáng mình về về Bình Tân các bạn. Rồi mình giao máy Thủ Đức các bạn. Đó. Anh em Quỳ Đức Huệ này có đệ tử nha. Nó đây mua máy gì nó chở đi giao luôn các bạn. Đầy đủ nha. Máy mới, máy cũ, máy im gì có đầy đủ. Anh em nào có thương thì ủng hộ Thanh Vàng nha. Khu vực Trảng Bàng. Khu vực này nó bán hết các bạn. Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa gì bán hết các bạn. Đó, đường này học sinh nó về nó đi các bạn, đường nó đỡ lắm các bạn. Đó, học sinh ta về đó các bạn, nó trời mưa đó, đi là không có té. Học sinh đó, đó các bạn, xin về á, đó các bạn thấy không? Nó thưa đàng hoàng đó các bạn. Đó, các bạn không làm á thì mấy em mà chạy người ta phụ huynh người ta lái xe người ta sẽ chở con đi té các bạn. Nên giờ mình sẽ làm, chung mình làm được chuyện tốt các bạn ơi, phải ráng làm cho xong. Bữa nay mới được nghỉ, xong mới được nghỉ các bạn. Đó, xin tạm biệt anh em nha. Có khu vực Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Hưng Điền B, khu vực Mộc Hóa, Kiến Tường, khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh, Phước Chỉ, Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Bình gì các bạn. Bến Cầu khu vực này
xã Mỹ Quý Tây, xã Thịnh Tây, Mỹ Thịnh Bắc gì, các bạn là có mua máy thì ủng hộ Thanh Vàng nha. Đó, khu vực này mình bán máy giao tận nhà các bạn, bảo hành chu đáo nha, mai máy không được thì trả lại các bạn. Đó, anh em thì thương mình thì ủng hộ, nhớ đăng ký kênh cho mình nha, rồi ủng hộ mua máy cho mình luôn, để mình sau này mình chung có tiền mình sẽ làm nhiều chuyện tốt các bạn ơi. Đó, tốt cho xã hội. Đó, con người mà trên đời này không có gì bằng làm chuyện tốt là nó vui lắm các bạn. Đó, tới đây thôi, xin tạm biệt anh em nha, nhớ ủng hộ cửa hàng máy Thanh Vàng này. Cái này là mình để trong cái đường thôn quê, cái bảng này các bạn, mà cái đường thôn quê, cái bãi này, cái chỗ này mà ta mua tới 160 cái máy may các bạn, khu vực địa phương đây các bạn, là ta mua 160 cái máy may rồi các bạn. Hai năm nay ta mua 160 cái máy may rồi, mà đường xá thấy cũng không có ai, cũng khó đi quá, nên mình cố tình mình quyết định mình đổ đá, mình làm cái đường cho bà con đi, làm cho nó hết lỗ hang cái đường này các bạn, xe lịch vô được luôn. Đó các bạn, thôi tạm biệt nha. Nó các bạn ơi, làm trời mưa luôn rồi, giờ tới tối rồi các bạn, giờ tối rồi mà trời mưa luôn các bạn ơi. Nó đành vô thôi các bạn ơi, nó mướt ướt xe hết rồi. Các bạn làm tới trong xóm rồi các bạn ơi, tới trong xóm làng rồi, mừng quá các bạn ơi. Nó chỗ nào hủng lỗ là Thanh Vàng đắp hết nha, bà con quê hương ở đây nha. Nó Thanh Vàng đắp hết, nào lủng lỗ là đắp hết nha. Đó, tới đây rồi các bạn, thôi tới đây tối rồi, thôi các bạn tạm biệt nha.